Người dân cùng lực lượng công an đã bắt được nghi phạm truy sát 4 người trong một gia đình, gồm hai vợ chồng cùng hai con nhỏ vào sáng ngày 19 tháng 6 tại xã Nghiện Sóng, thành phố Quảng Ngãi. Nạn nhân là anh T, 50 tuổi, vợ là chị P, 42 tuổi, cùng hai con nhỏ, trong đó một cháu 7 tuổi và một cháu 4 tuổi. Nghi phạm được xác định là Lê Đình Thiết, 57 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nghi phạm và nạn nhân T có quan hệ bà con. Thông tin ban đầu do mâu thuẫn đất đai nên Lê Đình Thiết về Quảng Ngãi tìm cách sát hại anh Tê. Lợi dụng đêm tối, nghi phạm lẻn vào vườn của gia đình anh Tê nằm chờ. Sáng 19 tháng 6, chị P mở cửa nhà thì bị Lê Đình Thiết lao đến, dùng dao đâm nhậu nhát. Sau đó Lê Đình Thiết đâm hai cháu nhỏ, truy sát anh Tê. Khi anh Tê cố lao ra khỏi nhà kêu cứu, Lê Đình Thiết chạy theo đâm nạn nhân tử vong nghe tiếng kêu cứu hàng xóm anh tê chạy đến hỗ trợ nghi phạm thiết không thể thoát ra ngoài nên cầm dao cố thủ trong khu vườn phía sau nhà sự việc được người dân trình báo công an vụ án mạng khiến anh tê chết ở ngoài vườn người vợ tử vong trong phòng tắm riêng hai con nhỏ của vợ chồng anh tê bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu lực lượng hình sự nhanh chóng có mặt phối hợp với người dân địa phương bắt giữ nghi phạm đang lẩn trốn trong vườn xả Đến 9 giờ cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Khoảng 5 giờ 30 ngày 19 tháng 6, người dân xã Nghĩa Sổng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà anh T, 45 tuổi. Chạy đến kiểm tra, hàng xóm phát hiện anh T nằm chết ngoài vườn, để vợ tử vong trong phòng tắm. Riêng hai con nhỏ 4 tuổi và 7 tuổi của anh T bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Người dân phát hiện sự việc cho biết, mọi người đều kinh hãi khi đến hiện trường, khắp nhà đầy vết máu. Anh T dù bị thương vẫn cố lao ra khỏi nhà kêu cứu, sau đó tử vong thời điểm đó nhiều người còn nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt người dính đầy máu vẫn ẩn nấp trong nhà sự việc được trình báo công an nhận tin báo công an quảng ngãi cử lực lượng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm kẻ sát nhân ngày 17 tháng 6 công an tỉnh an giang cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ ba người trong cùng gia đình ở ấp long phước xã ô long vĩ huyện châu phú được người dân phát hiện tử vong nghi do điện giật Trước đó khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 6, chị Lê Thị Tuyết Loan, 24 tuổi, chú ấp Long Phước, xã Âu Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đi ra phía sau nhà của ông Ngô Văn Hùng, 51 tuổi, là anh của chồng Loan, kêu cháu nhưng không nghe ai trả lời. Sau đó, chị Loan leo lên nhà ông Hồng thì phát hiện ông cùng với cháu Ngô Văn Vũ Linh, 7 tuổi, là con trai ông Hồng và bà Lê Thị Cúc, 47 tuổi, là vợ ông Hồng, nằm bất động và đã tử vong trước đó chị Loan chi hồ hàng xóm và trình báo công an xã Ô Long Vĩ. Vụ việc được báo cáo lên công an huyện Châu Phú, sau đó báo cáo lên ban giám đốc công an tỉnh An Giang. Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo công an tỉnh điều động các phòng, đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường, phối hợp khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh vụ việc. Đến tối ngày 16 tháng 6, cơ quan công an bước đầu xác định các nạn nhân tử vong nghi do bị điện giật. Liên quan đến vụ cháy ngôi nhà 6 tầng số 207 trên phố Định Công Hạ, Định Công Hoàng Mai, Hà Nội làm 4 người tử vong, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân. Các nạn nhân được xác định là bà NMH sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ tên là NDDS sinh năm 2013, NTA sinh năm 2018, NZK sinh năm 2022. Có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh Phạm Văn Tài, chú tại Hà Nội cho biết khoảng hơn 18 giờ mọi người phát hiện có cháy tại khu vực tầng 4 ngôi nhà trên. Anh Tài kể lại, lúc đó trời bắt đầu có mưa rông. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đến trợ giúp dập lửa và báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên mọi người không thể tiếp cận được hiện trường. Theo nam thanh niên, ngay sau đó đám cháy bùng lên rất to, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Nam nhân chứng cho biết tôi có trông thấy một vài ánh đèn điện thoại từ khu vực tầng 6, vẫy vẫy cầu cứu mọi người. Còn theo bà Nguyễn Thị Diệp quê Nam Định, làm ở gần đó kể lại, thời điểm xảy ra cháy, bà Hát cùng các cháu ở trên tầng ngôi nhà nên đã bị mắc kẹt, còn người ở bên dưới bán hàng thì thoát ra ngoài được. Số nhà trên là nơi sinh sống của 5 người trong gia đình, có 3 người lớn, 2 trẻ em. Thời điểm xảy ra vụ việc, có thêm một người cháu được gửi đến ở cùng. Được biết các nạn nhân đều là người thân bên nội ngoại gia đình, sống tại ngôi nhà. Khi xảy ra vụ cháy, người thân nạn nhân có mặt tại hiện trường, họ không kìm nén được cảm xúc, liên tục bật khóc. Sau khi thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường, lực lượng chức năng hỗ trợ xe cứu thương đưa người thân di chuyển đi. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 6 tầng một tum nằm trên mặt phố Định Công Hạ, mặt tiền khoảng 5-6 mét. Từ tầng 1 tới tầng 3 là nơi gia đình kinh doanh các mặt hàng điện nước. Tầng 1 để khá nhiều hàng hóa, các tầng cao bên trên là nơi sinh hoạt của gia đình. Bên trong ngôi nhà có một thang máy và một lối thang bộ. Trước đó khoảng 18 giờ 22 phút, cơ quan công an nhận tin báo cháy nhà dân tại khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ. Nhận được thông tin, công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113, công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an thành phố Hà Nội, đại tá Dương Đức Hải, phó giám đốc công an thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân quận, ban chỉ huy công an quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Đến 19 giờ 30 phút đám cháy đã được khống chế và 20 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể, các nạn nhân được đưa đến nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ở cách hiện trường vụ cháy khoảng 30 mét, chị Tạ Thị Ánh vẫn chưa hết băng hoàng khi thấy khói đen cuồn cuộn bốc ra từ nhà số 207, phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo chị Ánh, thời điểm phát hiện ra đám cháy là khoảng 18 giờ 20 phút, tối ngày 16 tháng 6, chị đang nấu cơm trong nhà thì ngửi thấy mùi khét. Chị Ánh kể, tôi nghĩ nhà mình bị cháy nên đi kiểm tra xung quanh mà không thấy gì, Tôi hô hoán con chạy ra ngoài xem thì cháu phát hiện xảy ra cháy ở nhà bán hàng điện máy. Lúc đó có nhiều người cởi trần đã leo lên máy để tiếp cận tầng 4 của căn nhà nhưng lửa cháy rất mạnh nên đành bất lực quay ra. Anh Phạm Văn Tài cho biết khi mọi người chi hô có hỏa hoạn thì anh cũng chạy ra xem tình hình, thời điểm đó có một người phụ nữ chạy thoát khỏi căn nhà, tại tầng 6 có người bật đèn điện thoại vẫy để kêu cứu nhưng mọi người không thể tiếp cận cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện đám cháy, người phụ nữ sinh sống ở kế bên số nhà 207 phố Định Công Hạ kể lại, bà không kịp phản ứng, chỉ chạy ra khỏi nhà để hô hoán mọi người tìm cách ứng cứu. Người phụ nữ kể do bên trong nhà chứa nhiều hàng hóa, lối đi chật hẹp, khói đen dày đặc nên mọi người không dám chạy vào cứu nạn. Theo thông tin từ công an thành phố Hà Nội, tối ngày 16 tháng 6, trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy nhà dân tại tầng 5 nhà dân trên phố Định Công Hạ. Ngay khi nhận được thông tin, công an Hà Nội đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khi đám cháy được khống chế, qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể Hiện giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, công an quận Hoàng Mai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ công an khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 16 tháng 6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số 207 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện khói và lửa bốc ra từ ngôi nhà và chi hô mọi người ưng cứu. Khi xảy ra cháy, vẫn có người mắc kẹt bên trong nhà, nhân chứng cho biết. Đến 19 giờ 24 phút, có 4 xe cứu hỏa và một xe thang đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Được biết, căn nhà bị cháy cao 6 tầng một tum, trong đó từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở. 19 giờ 36 phút, hàng chục lính cứu hỏa đang cố gắng tiếp cận căn nhà. Tại tầng tum và tầng 6 của căn nhà, lửa vẫn cháy lớn. Đến 20 giờ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được tầng 5 của ngôi nhà. Bên trong tầng 6, lửa vẫn cháy đỏ rực. 20 giờ 15 phút, cảnh sát tiến hành đập kính tại tầng 6 để tìm hướng tiếp cận nhưng bất thành. Việc quay kín kính ban công tầng 6 khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hơn 21 giờ, các xe cấp cứu vẫn chưa tiếp cận được với nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Đến 21 giờ 13 phút, có thêm hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 21 giờ 50, các nạn nhân được quấn chăn đưa ra xe cứu thương, rơi khỏi hiện trường. 22 giờ 13 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục bơm nước làm mát. 22 giờ 15 phút, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp xuống hiện trường vụ cháy. Theo cổng thông tin Công an thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tìm được 4 thi thể trong đám cháy.